Kính thưa chư quý thính giả, chương trình được liên tục đến bài đêm 30. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo đêm 30 tháng 12 năm Kỷ Mão. Nam mô A Di Đà Phật. Đêm nay mới phụ hiệp hai đàn, xuân nhật lệ này tại thế gian. Mèo rồng đông hạ xuân sang cấp địa quan, bóng trăng giăng mặt Phật.